Bello. Xin được chào mừng đoàn YouTube cùng bắt chuyến bay qua Nhật chơi 9 ngày cùng gia đình mình nha. Và vlog phần 1 này, hai điểm dừng chân sẽ là Osaka và Kyoto. Chuyến đi này mình có một trọng trách rất là nặng nề, đó chính là trưởng đoàn. Nghĩa là mình phải lên tất cả kế hoạch đi đâu và ăn gì. Mà gia đình mình thì 20 năm rồi mới quay trở lại Nhật, thế nên trưởng đoàn Jolin áp lực lắm nha. Hay làm trò lắm. Sao nó hơi bí, không gian nó hơi bí ấy. Chị thấy cửa mở được không? Lần đầu tiên đi Nhật, nhà mình đã rất ngạc nhiên bởi kích thước căn hộ ở bên này rồi. Và lần này qua đây khách sạn 5 sao hay chăng nữa thì vẫn nhỏ xíu à. Đây là nhà tắm riêng biệt và toilet cũng riêng biệt luôn. Rất là thích như thế này, mọi người không phải chờ nhau mà lại rất là văn minh sạch sẽ nữa. Ban nãy có một bác Trung Quốc cầm cái này ra ngoài hành lang hỏi mình là làm thế nào để mở. Thế mình cũng ngáo ngơ, mình cũng cứ nghĩ là cái này là để mở rượu, thế là mình không rút được chú ý. Cùng chị gái mình mới bảo là đây, kiểu nó là phải như thế này. Thế là mình chạy ngay ra hành lang để tìm chú ý để giúp chú ý, nhưng mà rất tiếc là chú ý đã về phòng mất rồi. Em có biết gì không? Chúng ta có một cái máy giặt sấy 1, 2, 3 và được trang bị luôn cả Attack Zero. Có biết gì không? Ở đây còn có cả một cái lò vi sóng. Khách sạn chẳng bao giờ ở đâu có lò vi sóng rồi, quá là hay luôn. Và một cái điều đặc biệt nữa đấy là có một cái bếp và một cái song để ăn đêm, một cái tủ lạnh là tủ mát để đồ, và bên cạnh đó là một cái tủ đá đông. Chị nhờ. Yêu mọi người, lịch trình ngày đầu tiên của ngày mình ngày hôm nay là ở Osaka. Hiện tại mình đang ở Namba, khu mua sắm sầm uất nhất. Và nếu như chị ở Osaka một ngày thì nhất định là phải đến Namba nha mọi người. Khách sạn mà nhà mình chọn thì ở ngay giữa trung tâm Osaka luôn, nên là đi bộ ra rất là tiện. Trưởng đoàn Jolin quyết định là hôm nay cho đoàn tự do mua sắm nguyên ngày đầu tiên tại Nhật luôn. Tại vì hai chị gái của mình rất là cuồng shopping nha mọi người. Mama tổng quản khác khu thời trang với con gái thì đi shopping cùng nhau kiểu gì nhỉ? Chắc chắn là sẽ phải tách đoàn rất thường xuyên rồi. Và đây cũng chính là sai lầm của nhà mình khi thay vì đăng ký 4G với nhà mạng Việt Nam hoặc là mua sim tại Nhật thì lại thuê cục phát wifi. Vì khi tách nhau ra thì chỉ người cầm cục phát có wifi ấy mọi người. Từ lúc hạ cánh đến giờ là nhà mình chưa ăn gì hết nên là cả nhà đang rất là đói. Nhà hàng này tại Osaka thì cực kỳ nổi tiếng với các món được chế biến từ cua. Hai chị gái của mình thì không những đam mê shopping mà còn là hai foodie chính hiệu nha mọi người. Nghĩa là cực kỳ đam mê ăn uống và rất sành ăn. Tất cả menu đều là tiếng Nhật hết, không hiểu một cái gì hết. Yeah. Ai mà không thích ăn hải sản và đam mê ăn thịt giống như mình ý, thì sẽ hiểu cái cảm giác là ăn một cái bữa mà từ A đến Z tất cả đều là bằng cua như thế này. Không phủ nhận là cái thịt ở đây nó rất là chắc và họ không tẩm ướp nhiều, nên mình cảm nhận được cái sự thanh đạm và tươi của thịt cua ở đây. Thế nhưng mà vẫn cảm thấy mọi thứ kiểu bị nhạt thế mọi người, vẫn cảm giác là thèm ăn thịt ý. Mấy năm trước khi còn là tiếp viên hàng không thì mình đã có dịp ngủ đêm ở Osaka mấy lần, và mình đã tự đi tàu một tiếng đồng hồ đến Kyoto để chơi. Và mình thấy ấn tượng với sự cổ kính của Kyoto hơn nha. Nên là lần này mình quyết định là chỉ một ngày shopping ở Osaka là đủ rồi, và sẽ chơi 2 ngày tại Kyoto. Well, mình là trưởng đoàn mà, mình thích làm gì làm chứ. Kem ngọt xong rồi cái trà nó là. Chị gái mình thu dọn bát đĩa sau khi ăn này. Tổng thiệt hại bữa đầu tiên tại Osaka là khoảng 4,6 triệu. Ui, ra nơi người ta đã để sẵn vest cho nhà mình thì mẹ này. Lịch sự chưa? Chị việc xỏ luôn. Mẹ ơi, chị Thủy bảo con cắt tóc này không đẹp, bảo là lần sau không cắt như này nữa. Mẹ thấy đẹp không? Chị gái mình là fan cuồng của Starbucks, nhưng mà lần này mình thấy thiết kế ở bên Nhật có vẻ không được đẹp lắm. Việt Nam thì nó chẳng có. Không có. Mình đã có quá nhiều túi rồi nhưng bây giờ đi mua sắm cũng không cảm thấy là muốn mua túi hiệu nữa. Nhưng mà khi thấy cái túi Chanel này thì vẫn phải thốt lên là ui, xinh thế. Ở đây có ai thích xem hoạt hình Ghibli của Nhật giống như mình không? Trên TikTok mình thấy là ở đây có Ghibli Store, thế là mình đã kéo cả gia đình mình sang một cái trung tâm mua sắm khác để xem là rốt cuộc họ bán cái gì.
Khi mà sống một mình và buồn thì mình rất là hay xem phim hoạt hình Ghibli của Nhật. Tại vì cái cốt truyện nội dung của nó không những đơn giản mà còn rất là thuần khiết ấy. Thề luôn, xem phim mà cảm thấy yêu ơi nó cứ bay bổng mà nhẹ nhõm cả tâm hồn ấy. Hai bộ phim mình thích nhất đấy là Spirited Away và Totoro. Tonari no Totoro, Totoro. Sau khi về khách sạn để cất đồ shopping cả ngày thì nhà mình thấy có một cái quán này rất nhiều người xếp hàng bên ngoài, thì là bán luôn. Menu lại tiếp tục hoàn toàn bằng tiếng Nhật, nhưng mà may sao bạn nhân viên ở đây là người Việt Nam mọi người ạ. Chuyến đi vui vẻ. Yeah. Đây là phần gì đấy? Ăn đồ nướng mà không có mấy cái rau củ muối này thì cực kỳ ngấy mọi người ơi. Và đặc biệt là ở đây có cái dưa chuột này á, ăn nó tươi lắm luôn ý. Mẹ chấm bữa này bao nhiêu điểm trên 10? 9 điểm trên 10. 9 trên 10. Thôi dễ giá nhỉ? 8 trên 10. Mình ăn hơi yếu ấy, nên là ăn đồ nướng 3 miếng đầu thì ô tuyệt vời. Miếng thứ 4 thì ô ngấy vai. Và tổng thiệt hại cho bữa tối đầu tiên ở Osaka là 3 củ. No nê rồi, về đi ngủ thôi. Bày dài mà đi bốt à? Cái vava sen ở đây nó rất là mạnh ấy. Xong cái đầu nó to ấy, tắm buổi sáng phê. Hello ngày mới. Đây là outfit của mình ngày hôm nay. Nói cho các bạn biết một bí mật nhá. Mình mới mua cái váy này hôm qua. Và mình chưa giặt. Nhìn giống người Nhật chưa nhỉ? Hôm trước bay đêm nên nhà mình gần như là chỉ ngủ được có 2 tiếng đồng hồ thôi nên là rất là mệt. Nhưng mà đến hôm nay thì mọi người đã đỡ hơn rồi. Cùng di chuyển đến Kyoto thôi. Okay. Em tên là gì nhỉ? Em tên Mạnh. Ok, hôm nay và ngày mai là Mạnh sẽ dẫn nhà mình đi Kyoto 2 ngày. Cháu ở tỉnh nào đấy? Cháu ở dưới Kyoto luôn. Không, ở Việt Nam ấy. À, cháu ở Bắc Ninh ạ. Huyện nào? Cháu ở Quý Võ. Ô, Bắc Ninh à? Thôi, chúng mình cùng nói giọng Bắc Ninh nào. Xã nào? Cháu ở Nhân Hòa. Nhân Hòa. Chị biết á? Ngay phố. Ồ. Vì thời gian di chuyển từ Osaka đến Kyoto sẽ mất khoảng 1 tiếng, nên là nhà mình phải vào đây đánh một bát ramen lót dạ cái đã. Lịch trình đoàn mình hôm nay đi tham quan 3 điểm lận nha. Hơi bị gắt, đói là không chịu được. Đứa yếu nhất là được nhiều thịt nhé. Ramen ở đây ngon nhưng mà thịt thì mỡ quá, cho 7 điểm nha. Và bây giờ thì hãy cùng đến với điểm đầu tiên của đoàn mình ngày hôm nay, chính là chùa Byodo-in, hay còn gọi là chùa 10 yên, tại vì nó ở mặt sau của đồng xu 10 yên của Nhật ý. 600 yên cho một người, nhưng mà ở đây là 500 yên cho group over 25. Thì em mới nghĩ group over 25 có nghĩa là nhóm nào mà trên 25 tuổi thì hay là trên 25 người ạ? Tại vì kiểu là nhóm trên 25 tuổi thì em kiểu là 500 yên một người. Thế xong rồi em bảo là vâng, we are over 25. Thế là cố ý vậy chứ. Cái đào to này, cái đào to này người ta cắt. Em mới mốt người cô lại. Không biết chị em nhà người khác thế nào chứ chị em nhà mình thì từ bé đến lớn vẫn luôn cười điên dại như thế ở nơi công cộng. Nhưng mà xem lại vẫn tiếp buồn cười cơ. Wow. Review đôi Dior mới mua một chút, ban đầu thì mình nghĩ là sẽ đau chân. Nó hơi cao một chút nhưng mà để xem là có đau chân không nhá. Chỉ mới vài năm trước đây thôi, khi mà đi chùa thì mình thường cầu nguyện những cái gì đấy rất là chung chung, như kiểu là kiếm được công việc tốt, thu nhập khá, sức khỏe của bố mẹ tốt. Nhưng mà sau khi thấy cuộc sống này nó biến hóa khôn lường quá thì bây giờ mình chỉ cầu nguyện những thứ rất là cụ thể thôi. Bây giờ chỉ mong hai điều thôi nè, đó là luôn vô tư và luôn mạnh mẽ. Vô tư là để không phải suy nghĩ nhiều nữa, và mạnh mẽ là để dù cuộc sống có ném bất kỳ thứ gì vào mình thì mình đều có thể dễ dàng, nhanh chóng vượt qua. Ta-da, chào của mẹ nè. Dạ đoàn mình ơi, cùng di chuyển đến địa điểm tiếp theo nhé. Bây giờ thì nhà mình sẽ đi rừng trúc Arashiyama. Đợt trước đi Kyoto thì không được đi vì không có thời gian, tại vì đợt đấy là mình đi bay, đi làm.
nên là lần đấy chị đi được đúng một cái chùa, lần này thì sẽ đi được cả rừng trúc. Nhìn củ khoai quý nha. Rừng trúc nổi tiếng thế giới này nằm ở phía tây bắc của Kyoto và mình đã ước ao được đến đây từ rất là lâu rồi, tại vì nó quá là đẹp đi. Thế nhưng mà quả thực là khi đến nơi thì mình thấy rất là thất vọng, tại vì trên ảnh thì nó như thế này, nhưng khi đến nơi thì ôi trời ơi, đông thế. May peace prevail on earth. Tôi cũng hy vọng là như vậy. Ai khoai lang nướng không? Hai bạn này đang lạnh quá nên là phải nhảy cho bớt lạnh. Đáng yêu vậy. Mẹ mình đang toan ra đẩy hộ anh này vì sợ dốc anh không lên được. Đúng, mọi người biết đây là cái gì? Đây chính là cái gác đũa. Trứng omelet này. Còn đôi đũa là màu hồng. Mua đôi đũa là màu hồng. Hồng trời ơi, hai vợ chồng. Mình phải mua ngay cặp đũa đôi vừa rồi để cuối năm làm quà cưới cho bạn mình. Đi rừng trúc xong, bây giờ nhà mình đang đi ra ngoài. Thế nhưng mà đang không biết là đi ra ngoài đường nào, tại vì ở đây nó nhiều lối rẽ quá. Xong rồi tự nhiên đi vào một ngôi làng mọi người ạ. Đây, một cái cây cam như thế này thôi nhưng mẹ mình như kiểu là bắt được vàng. Nó có ở giữa rồi, nó có xung quanh. Người ra ở giữa người ta ăn rồi kìa. Sao lại mọc lại liên tiếp này? Hey, I'm Froggy. Chó đang cầm đèn soi kìa, ui nắng yêu bài. Hello. Yêu tôi đến khách du lịch vào nhòm nhà người ta thật sự luôn ý. Còn chưa tôi chó chơi kìa. Lại được bà này nữa, không đi học một ngày nào mà cũng đòi. Đâu, Thủy thế nào? Và đây là điểm đến cuối cùng của đoàn ngày hôm nay. Đây là chùa Kinkakuji, hay còn gọi là chùa vàng, tại vì nó rát vàng. Nếu như chỉ được đi một chùa Kyoto thì phải là cái chùa này nha mọi người. Đấy là trước khi đến Kyoto thì mình đọc trên mạng người ta bảo thế. Nhưng mà sau khi đi Kyoto rồi thì mình thấy nếu như chỉ được đi một chùa thì nó không phải là cái chùa này mọi người ạ. Mà phải là cái chùa ngày mai nhà mình đi cơ. Nên là nhớ xem hết video. Mạnh lên đi. Almost. Mình bị cuồng mua bùa ở Nhật ấy mọi người. Ở Nhật họ làm bùa rất là đẹp. Successful love. Mook. Đi chơi đến cuối ngày rồi, khi mà gần phải về khách sạn ở Kyoto rồi thì các bạn biết không, có một tin cực kỳ sốc. Đấy chính là chúng mình phát hiện ra là chưa book khách sạn nào ở Kyoto hết. Cái này là do một cái sự miscommunication nhẹ giữa hai chị em mình lúc ở nhà, vì cả hai thì đều tưởng là đối phương đã book khách sạn rồi. Thế nên là trong 30 phút ngồi trên ô tô di chuyển về trung tâm Kyoto thì chị em mình đã book cái khách sạn này kiểu phút chót luôn ý. Vì Kyoto được coi như là thủ đô văn hóa của Nhật Bản, thế nên là khi đến đây mình muốn là phải được ở nhà cổ của Nhật là nhà Ryokan á. Nên là dù đặt khách sạn bị trễ đi chăng nữa thì mình vẫn cố gắng muốn là phải thuê được một căn Ryokan. Chị... Oh my god! Oh my god! Baby come here! Lúc mà nhà mình đến đây thì cảm thấy rất là khó hiểu, tại vì không thấy có ai ở đây cả, nhưng mà lại nghe thấy tiếng máy hút bụi ở trên tầng trên. Có lẽ là nhà mình book quá là sát giờ nên có thể là người ta đang dọn dẹp chẳng hạn. Nhưng mà mình cứ đi khám phá tầng 1 này trước đã, xem tầng 1 này là cái gì và có ai sống ở đây không. Nhưng mà vào đây thì chỉ thấy toilet với cả phòng tắm công cộng cho mọi người thôi. Nhà mình thì ở tầng 2. Đấy, tầng bên trên này. Cuối cùng thì cô nhân viên cũng đã xuất hiện và hướng dẫn nhà mình nhận phòng.
Nhà mình sẽ ở trên toàn bộ tầng 2 này và rất là may là có cái bạn lái xe, bạn ý là con trai và giúp nhà mình mang vali lên, chứ không thì bố mẹ con thực sự là chắc là rất vất vả mà có thể mang được cần đấy cái vali lên đây mọi người ạ. Vì cầu thang nó rất là hẹp và cao ý. Pink, my room. Đây là phòng sinh hoạt chung, thế nhưng mà hai đêm nhà mình ở đây thì không dùng phòng này một lần nào hết. Xem được phim ở đây mọi người ơi. Ban đầu em thắc mắc là tại sao ở đây lại có cả toilet mà lại có cả bình nóng lạnh. Thì hóa ra là như này này, để mình đi vệ sinh xong là mình rửa tay ở đây luôn. Thì mình rửa tay bằng nước ấm, thì người ta xả nước bằng cái nước rửa tay, nước mình rửa tay để tiết kiệm nước. Đấy, mẹ mình đang mách bố là khách sạn này không tiện nghi, không khép kín như phòng khách sạn nên đi ra tới toilet là thấy rất lạnh. Thực ra cái nhà cổ mà ban đầu mình tìm được và định book lúc ở Việt Nam ấy, nó là một cái khách sạn rất là đẹp luôn. Nhưng mà mai hôm nay mới phát hiện ra thì dĩ nhiên là nay quay lại thì hết phòng rồi. Ca khúc mình sắp biểu diễn là ca khúc gì nhỉ? Không quay đâu nhé, đùa 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 mẹ con mẹ cũng... Ok, vào. Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tạo tần gánh con, để sau người gánh chính là con. Ở nhà hát karaoke nhá, hát toàn sai nhạc luôn. Nhạc bài này đúng chuẩn từng nốt luôn mẹ ơi. Wow, quá tự hào về mẹ luôn. Sau chương trình văn nghệ thì đoàn mình đi ăn tối cái nhỉ. Căn Rio Kang mà nhà mình thuê thì ngay ở trong khu phố cổ Gion luôn, thế nên có rất nhiều hàng quán để lựa chọn. Nhà mình muốn ăn lẩu shabu shabu nên là đã tìm được một hàng có cực nhiều review ở đây. Follow me. Trưởng đoàn thì chỉ cần đứng quay thôi, để cho thằng đệ nó order. Ôi, từ khi ông ấy còn trẻ như thế này á hả? Ôi, nhà hàng thì nổi tiếng mấy chục năm rồi hả? Ôi, từ khi ông ấy còn là một thanh niên, như kiểu còn trẻ hơn cả William bây giờ luôn ý. Ây chà, nhà hàng này có vẻ rất lâu đời rồi mọi người ạ. Đón tiếp toàn những nhân vật quan trọng này, từ thủ tướng của Nhật cho đến vua Charles của Anh Quốc. Wow. Cũng đẹp đúng không? Kiểu ấm cúng nhỉ? Thấy con người nổi tiếng như thế em á. Thế á? Thôi ship đi đây. Bitch. Lầu ở đây order theo set. Nhà mình 4 người nên là sẽ gọi 4 set. Hy vọng là không bị quá nhiều. Hình thức chắc ngon đấy chứ. Đây là cánh, đây là cánh gà. Cánh gà tẩm rong ấy. Cơm Nhật xịn. Tại vì chính nhà mình cũng không biết là bao gồm những cái gì ở trong một set ăn, thế nên là họ mang cái gì ra là nhà mình như kiểu là đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác ý. Nếu bằng than ở bên trong. Thế thì ăn được không? Ăn hết không? Nhưng mà nó mỏng dữ. Có bảo nó mỏng dữ như tờ giấy. Ban đầu thì mình nhìn mình nghĩ là nước lẩu gì mà lại là nước sôi bình thường như này thì không ăn thua. Nhưng mà trời ơi, sau khi mà ăn một lúc nhúng tất cả rau củ quả và thịt vào thì wow, đậm đà mọi người nha. Trời ơi, sốt từ tối hôm qua cho đến bữa tối ngày hôm nay, hai chị gái mình thi nhau cảm thán. Ui ôi, ngon thế nhở, ngon thế. Arigatou gozaimasu. Hi, thank you very much. Tổng thiệt hại 14 củ. No rồi, ấm bụng bây giờ thì về nhà đi ngủ. Nhưng bây giờ nghĩ về nhà đi tắm cũng ngại phết mẹ nhở. Hồi bé mình đã từng cuồng dại khi mà đi Nhật và thấy máy bán nước tự động. Tại vì nó quá là tuyệt vời. Và kiểu chỉ trong những cái con phố nhỏ thôi mà cũng có rất nhiều máy để mua ấy. Dạ.
bao nhiêu nước ngon không mùa, một nước lọc. Niềm vui cuối ngày là giải ra giường xem hôm nay mua được những cái gì, xong rồi chia nhau. Và đặc biệt, cái này là mình mua cho bố mẹ để khỏe mạnh và hạnh phúc bên nhau. Bạn Mạnh lái xe đã chờ sẵn ở cửa và đưa nhà mình đi ăn sáng. Chỗ này là ăn sáng kiểu Nhật nhưng mà fusion đấy mọi người. Hôm nay nhà mình sẽ đi thêm nhiều chùa khác ở Kyoto nên là sẽ mặc kimono cả ngày luôn. Nhưng hôm nay mình chỉ mặc đơn giản như thế này để lát nữa đi thuê quần áo mặc thôi, nên là nhìn hơi lởm một tí. Nào cho cả đoàn cho xem mặt mũi ngày hôm nay nào. Buồn ngủ, gương mặt ngáy ngủ nào. Gương mặt ngáy ngủ tiếp theo nào. Ngáy ngủ không nhỉ? Phải ngáy ngủ. Ôm ma. Tươi tỉnh nhất đoàn. Đằng sau là chỗ để treo áo khoác và túi sách cho khách, rất là tinh tế luôn. Chắc hẳn bí quyết để sống lâu và khỏe mạnh của người Nhật đấy là họ ăn rất nhiều cá. Ở đâu cũng có cá, hầu như ngày nào mình cũng ăn cá. Mô hình quán này thiết kế theo kiểu rất là trẻ trung và hiện đại. Ở Việt Nam mình nghĩ là các bạn trẻ cũng rất thích cái vibe kiểu như thế này. Anh đầu bếp này tuy là không nói nhiều tiếng Anh nhưng mà rất kiên nhẫn để giải thích với nhà mình những cái thành phần nguyên liệu cho món ăn là gì luôn. Ok, các chị em nhà mình đã sẵn sàng biến hình chưa nhở? Có rất là nhiều tiệm cho thuê kimono ở Kyoto nên mình không thể nào mà chọn đại một hàng được. Mình phải vào bếp của họ để mình xem là họ có những mẫu mã như thế nào. Và đây là một hàng mình thấy có rất nhiều mẫu đẹp. Giá thuê ở đây là dao động từ 1 triệu, 2 triệu rưỡi cho đến 4 triệu rưỡi. Và chỉ với 1 triệu thôi thì các bạn đã có thể thuê được một set kimono rất là đẹp rồi. Cái trải nghiệm đi thuê kimono rất là đáng yêu mọi người ạ. Tại vì khi mà chọn được cái màu áo mình thích rồi ý, thì nhân viên sẽ tư vấn là mình nên mix nó với thắt lưng màu gì, các loại dây cột màu gì, rồi guốc gỗ, rồi túi xách như thế nào để tổng thể có một cái final look đẹp nhất ý. Mấy năm trước đi Kyoto thì mình đã chọn một cái set kimono rất là lòe loẹt rồi. Nhưng năm nay mình chỉ muốn cái gì nó nhã nhặn thôi ý. Chi phí thuê kimono thì sẽ bao gồm cả làm tóc luôn và có rất nhiều kiểu tóc mà chúng mình có thể chọn nha. Ôi, người ta cho mẹ nhìn sang dễ sợ là mẹ ơi, nhìn mẹ như là một đống tóc luôn ý. Đây đây đây, điểm dừng chân đầu tiên của tour nhà mình ngày hôm nay chính là ngôi đền Inari. Và đây là nơi mà mình thấy là bắt buộc phải đi nha mọi người khi đến Kyoto. Ai cũng đẹp như mơ luôn, như mộng luôn mọi người ơi. Hết một tiếng đồng hồ để vừa make up, nó không make up, để làm tóc. Nay thì mama tổng quản cùng ba con gái mỗi người chọn một tông màu kimono khác nhau. Xong có cái bạn thợ ảnh này, bạn ấy dùng máy cơ và bạn ấy nói là muốn chụp ảnh cho gia đình của mình, xong rồi gửi ảnh cho mình sau, nên là trời, chất lượng ảnh nét căng. Lý do mà mình thấy ấn tượng với ngôi đền này đến thế là bởi vì nó rất là rộng và quang cảnh cực nên thơ. Đây là lần thứ hai mình đến đây rồi, thế nhưng mà khi ngắm nhìn những cái cánh cổng torii màu cam rực rỡ như thế này thì mình vẫn cảm thấy khung cảnh quá là ấn tượng đi. Mà nhá, ánh sáng cực kỳ ảo diệu luôn. Ở bất cứ một góc nào ở trong đây chúng ta cũng có thể cho ra đời những tấm ảnh xuất thần. Ơ, nhưng ngã rách cuộc đời à? Đi hướng nào bây giờ? Hóa ra là một bên đi vào, bên đi ra. Đi được một lúc thì nhà mình thấy có một cái chỗ dừng chân để các gia đình ở đây nghỉ ngơi, ngồi ăn kem, uống nước. Và dĩ nhiên rồi hai chị gái mình không thể chờ đợi mà xà vào luôn để order. Và ở đây là phải order xong có hóa đơn thì khi ra ngoài nhân viên mới sắp xếp chỗ ngồi cho mình á. Có phải những người mà xanh xanh như này là người ta cũng đang online, còn đang dùng... Đúng rồi. Ơ, và chị mình order cái gì mà nhìn lạ mắt thế nhỉ? Có nên chấn không nhỉ? Vụng kem của em chứ gì? Đang quay clip thì à, thế à? Đây là đi. Đây trả lại. Mochi đậu xanh à? Đậu xanh hả mẹ? Hay là trà xanh. Trà xanh chứ. Ừ. Lúc này mình đang hỏi mẹ mình là sau này mẹ già ấy thì mẹ muốn là ai trong số bọn con chăm sóc cho mẹ. Chị hai á thì khá là nhẫn nại. Chị tư á thì rất là chu đáo. Còn con á là không được cái nét gì hết. Đố các bạn mẹ mình chọn ai? Đang kiểu che cái miệng ấy thì mình rõ được cái quạt đẹp hơn đấy. Ờ đúng rồi, yêu quá. Thế là hôm nay đã xong tour ở chùa Inari, bây giờ
thì nhà mình đi chùa hay đi phố John nhỉ? Đi phố John đi. Đi phố John nhá, chụp ảnh nhá. Chụp ảnh chưa đã đúng không? Có chịu không? Có bị nặng không? Không, bình thường. Không, đúng không? Ok đúng không? That's good. Hey. Bộ của em đẹp hơn, bộ của chị Hằng đẹp hơn. Đẹp nhất. À, lúc nào? Lúc mà em nói với chị Hằng là chị Hằng ơi chọn cho em một bộ đẹp nhất đi. Chị bảo là ủa, bộ của chị là bộ đẹp nhất rồi, còn bộ nào nữa em? Đây là bộ đẹp nhì các bạn ạ. Chọn cho em bộ đẹp thứ hai vậy. Chị đẹp nhất. Bạn lái xe tiếp tục đưa gia đình mình di chuyển sang chùa Kiyomizu hay còn gọi là chùa Thanh Thủy. Lúc ý là đã khoảng 4 giờ chiều rồi mà nhà mình vẫn cần phải đến một điểm đến nữa và 6 giờ thì phải trả lại bộ kimono nên là nhà mình quyết định là sẽ không lên thăm chùa mà chỉ chụp ảnh ở bên ngoài thôi. Nên là kể ra cũng hơi tiếc ha, tại vì cả chùa đều làm bằng gỗ và lên ngắm cảnh rất đẹp ấy. Mua cái nước này cho họ. Honey lemon. Honey lemon. Xin mời cả đoàn mình à. Và điểm đến cuối cùng của ngày hôm nay là khu phố cổ Gion. Thú thực là trước khi đến đây thì mình cũng không biết nó là cái gì, nên là thử đi dọc hai bên phố xem là họ bán cái gì nha. Mặt như thế này make up lên. Wow, một diễn viên thật là tài năng. Đẹp trai này, lên này xinh gái này. Em gái đứng ngoài chờ hai chị bên trong thử hết cái này đến cái khác. Lần đầu tiên mình được ăn makgeolli mà là vị trà xanh chuẩn của Nhật. Trời ơi, chết ngất ngay từ miếng đầu tiên. Ba chị em sau một ngày thì vẫn ok, nhưng mẹ mình thì feedback là mặc kimono bị đau lưng. Dinner time. Nhà mình thì tiện đâu ăn đấy thôi. Nhiều khi là đọc review ở đây có chỗ này hot này, nhưng mà nó không có gần cái chỗ mình đang đứng ấy, thì phải bắt taxi đi thì cũng không tiện. Và đặc biệt là sau cả một ngày dài trời ơi đi bộ và vận động thì rất là mệt ấy. Phải công nhận là cái kiểu tóc của mẹ mình ngày hôm nay cực kỳ xinh đẹp và quý phái luôn. Ôi, ohayou gozaimasu. Đó. Sao lại sai làng thế? Hôm nay thì nhà mình sẽ check out để đi Tokyo và không có sự giúp đỡ của bạn lái xe hôm trước nữa, nên là mấy mẹ con tự xách 8 cái vali xuống dưới lầu 1 luôn. Cô nhân viên dắt Kun Kun đi dạo mất rồi nên là không có tạm biệt được. Tạm biệt Kyoto. Nhà mình sẽ đi tàu siêu tốc Shinkansen đến Tokyo mất khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ và giá vé là 2 triệu rưỡi cho mỗi người. Trước khi lên đường thì cả nhà phải ăn lót dạ đã chứ nhở. Tuy chỉ là một bến tàu nhỏ thôi nhưng mà có rất nhiều hàng quán ở đây để lựa chọn đi mọi người ạ. Văn hóa ẩm thực của Nhật thật là tuyệt vời. Bát của Nhung nó úp xuống là cái gì đấy? Là một cái bát không thôi. Cảm ơn đoàn YouTube đã theo dõi vlog phần 1 này và đoàn mình tiếp tục hành trình vào vlog phần 2 tuần sau tại Tokyo và núi Phú Sĩ cùng gia đình mình nha. Đoạn này là tàu nó đi nhanh như thế đấy chứ không phải là mình tua đâu. Bye bye và đừng quên subscribe cho kênh mình nha.